mình không quan tâm đến các cái kết quả cũng như là các cái lời bàn tán ở bên ngoài vào. But that's why when the league starts, we cannot change anything. Now pre-season match, we can change. Đấy, khi đã vào mùa giải rồi thì mình không thay đổi được gì đâu. Like, okay. Bây giờ mình vẫn có thời gian để thay đổi. Yesterday, I changed general status, central. Xin chào cả nhà. Lúc này thì Vlog và Đường Pit đang có mặt tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng. Có thể nói là nhìn cái khung cảnh trong một buổi chiều mưa như thế này để lại khá là nhiều cảm xúc cho Vlog và Đường Pit. Những người bạn của mình như là bác sĩ Đào Trọng Chí hay là anh Dương Minh Ninh thì cũng đã không còn ở đây nữa. Và có thể nói là khi mà quay trở lại với Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vào ngày hôm nay, tính ra là mình cũng đã gần 3 tháng chưa quay lại đây, thì có thể nói là cái cảm xúc trở lại đây nó rất là nhiều. Rất là nhớ những người bạn của mình, họ đã từng sống và làm việc tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng này. Lúc nãy thì mình cũng đi ngang qua khu vực nơi mà thầy trò huấn luyện viên Kiatisak nghỉ ngơi, và một cái không gian có thể nói là rất là tĩnh lặng. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi thì là mọi người sẽ ra sân để mà tập luyện. Kể cả là trời mưa thì cũng sẽ sắp xếp thời gian để mà tập cùng với nhau, chuẩn bị cho trận đấu vào chiều ngày mai gặp câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định ở lượt trận cuối cùng của giải bóng đá giao hữu Thiên Long Cup. Vlog ngoài đường pitch sẽ cố gắng để mang đến những cái thông tin, hình ảnh về buổi tập chiều ngày hôm nay, và cũng xin được cảm ơn thương hiệu Lop Manto đã đồng hành cùng Vlog ngoài đường pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi thông tin. Xin mời ạ. Mua sơn lớp Manto để sở hữu ngay ba lô gom đủ và bút bi lấy may, tha hồ nhà vía học hay. Trong chương trình livestream vào buổi trưa ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10, thì mình có nhận được một câu hỏi của một quý khán giả mà mình chưa kịp trả lời, thì bây giờ mình xin được giải đáp. Đó là câu hỏi liên quan đến những cầu thủ như là Hoàng Thanh Tùng hay là Lê Đức Lương, họ đang ở đâu? Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả, Hoàng Thanh Tùng và Lê Đức Lương là những cầu thủ của lò Hoàng Anh Gia Lai GMG trước đây cùng với lứa Công Phượng Tuấn Anh sân trường. Ở mùa giải năm ngoái thì Hoàng Thanh Tùng và Lê Đức Lương khoác áo của câu lạc bộ Phù Đổng do huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn dẫn dắt, và mình cũng đã có những cái chia sẻ và cũng đã có những cái chuyến tác nghiệp đến với câu lạc bộ Phù Đổng và mang đến những cái hình ảnh về các cầu thủ này cho quý khán giả. Và theo như thông tin mới nhất mà mình vừa được nghe thì cầu thủ Hoàng Thanh Tùng vẫn tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Phù Đổng để tham dự giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Còn với trường hợp của cầu thủ Lê Đức Lương thì Lương có lẽ sẽ dừng cuộc chơi ở đây, tức là bạn ấy sẽ không còn tham dự, không còn chơi bóng chuyên nghiệp. Bạn ấy quay trở về nhà và chuyển hướng đầu tư kinh doanh. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Đây là các cầu thủ đang tập luyện ở trong khu vực nhà thi đấu cỏ nhân tạo. Chào em, cố gắng nha. Đi phố làm đấu cho còn gì nữa mà. Tí nữa anh có lên phố không? Có. Dạ. Tại em 3:40 phỏng vấn sắc cho bên FPT, họ phỏng vấn xong rồi em quay lên. Dạ. Dạ, bye bye anh. Bye bye. Cuộc sống thì vẫn sẽ tiếp diễn và các hoạt động bóng đá thì cũng như thế. Lúc nãy thì anh Trịnh Duy Quang, trợ lý của huấn luyện viên Kiatisak, có hỏi mình là có lên sân Pleiku để đá không. Một chút nữa thì sau khi kết thúc cái chương trình phỏng vấn ở đây thì mình cũng sẽ tranh thủ lên sân Pleiku để đá banh một chút.
bên khu vực nhà ở của lứa Công Phượng Tuấn Anh sân trường thì đang trong giai đoạn thi công lại, sửa sang để cho các em còn vào ở. Thời gian vừa qua thì tạm thời là các em chuyển sang các khu nhà khác để đơn vị thi công thì họ sửa sang lại toàn bộ khu vực này. Bây giờ thì chúng ta cũng thấy rồi, mọi thứ đang trong giai đoạn là được hoàn thiện, làm lại hết hệ thống phòng ốc. Đục ra hết rồi, làm lại tường, làm lại nhà vệ sinh. Chào anh. Làm lại hết rồi anh hả? Đó. Bên này thì chưa làm gì nè, vẫn còn đang để nguyên hiện trạng. Nhưng mà sắp tới thì cũng sẽ được sửa sang, làm mới lại hết để chào đón các em. Nơi đây vẫn còn một chiếc hộp giày Camito TA11 của Tuấn Anh và rất là nhiều phẩm màu. Cửa khóa rồi. Các chị nhân viên thì đang trong quá trình chăm sóc cho mặt cỏ. Đó, cả nhà có thể thấy. Chúng ta cứ nói rất nhiều đến sân chơi bóng đá chuyên nghiệp, nhưng để có được bóng đá, đào tạo bóng đá trẻ thôi, cả nhà thấy. Cả nhà nghĩ thử coi bao nhiêu tốn kém cho vừa. Để chăm sóc, để làm bóng đá trẻ, số tiền tốn kém rất nhiều so với bóng đá chuyên nghiệp. Như là mình cũng đã chia sẻ rồi, trong rất nhiều các cái chuyến xuống dưới Học viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai, chúng ta có thử tưởng tượng thấy từng ấy con người, mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa và mỗi buổi chiều tối mà họ đổ ra đi ăn thôi, thì cả nhà có thể tốn hiểu được là cái chi phí để vận hành rất là nhiều khóa đào tạo cho bóng đá tốn kém đến giường nào. Dạ, chào chị. Đào lên trồng cỏ mới hả chị? Cái cỏ này nó bị sao? Cái cỏ này nó bị sao hay là... À, chị dậm vô trong đó. À, lấy bên ngoài để dậm vô. Quá giỏi. Đào lên, dậm vô. Rất là tuyệt vời. Từ ngày 26 cho đến ngày 29 tháng 10 tới thì Vlog Ngoài Đường Pitch sẽ tổ chức tour du lịch bóng đá ngoài đường pitch đầu tiên trong mùa giải 2023-2024 cho các quý khán giả nào muốn đến Học viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai để tham quan, giao lưu cùng với các cầu thủ, cũng như là đi lên Măng Đen nghỉ ngơi và sau đó thì trở về lại Pleiku để theo dõi và cổ vũ cho trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thì chúng ta hãy đăng ký cho Vlog Ngoài Đường Pitch qua số điện thoại 0909 608 754 là số điện thoại của mình. Mình sẽ trực tiếp tư vấn để quý khán giả có thể dễ dàng lựa chọn tour và tham dự một cái tour có thể nói là hứa hẹn sẽ rất là đông vui
và nhiều cảm xúc khi mà chúng ta được đến Hàm Rồng cũng như là đi cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích, cũng như là được giao lưu với các cầu thủ, thậm chí là cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn, đó là những ngôi sao như là Philip Nguyễn nè, như là Văn Thanh vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể đến gặp gỡ và giao lưu cùng với họ. Trời đang mưa rất là lớn, không biết là ngày hôm nay thì các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai họ có tập luyện ở trên sân hay không, hay là họ sẽ tập gym thôi, thì một chút nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. Trời đang mưa lớn quá cả nhà. Ơi, gặp người quen anh Boy. Dạ, chào anh. À, như vậy là rất có thể là ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai họ sẽ tập ở trong phòng gym để tránh mưa rồi. Anh Boy đang chuẩn bị các cái dụng cụ tập luyện cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Mưa lớn thế này thì đúng là cũng không thể tập ở ngoài sân được. Hello. Ủa xe đâu? Xe đâu Quang? Xe đâu? Ôi giời ơi. Mưa với trả gió. Xe bán á? Mua nhà hả? Mua nhà hay sao mà bán? Lại mua đất rồi. Mình vừa mới có một cuộc trao đổi cũng rất là thú vị với bác sĩ Đồng Xuân Lâm, và cái chủ đề này thì mình sẽ dành trong các cái chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì trời cũng chưa hết mưa nữa, mưa còn khá là lớn. Có lẽ vì vậy mà các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong cái buổi tập ngày hôm nay thì họ sẽ đi sang bên kia để mà tập gym. Sau đó thì sẽ đi sang khu vực nhà tập có mái che cỏ nhân tạo lúc nãy đó, để mà họ tập luyện chuyên môn vào chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ chờ để mà phỏng vấn huấn luyện viên Kati Sắc. Cho bạn mình phỏng vấn xong thì mấy anh em sẽ đi sang để tác nghiệp cái buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Chờ thôi. Hello. Hello anh. Áo đẹp thế. Yokohama, Yokohama hả? FC. Hay thiệt. Nãy thì mưa tầm tã mà bây giờ là đã ngớt mưa rồi. Xong xuôi hết rồi. Lao bắn gì? Anh Tài đừng kỹ đó nha anh Tài. Giờ thì đội sẽ vô trong phòng gym để làm nóng trước khi mà qua bên sân cỏ nhân tạo để mà tập luyện. Hello em. Có làm đội tập một xíu đi. Okay. Quốc Việt. Đúng là chân dài ha. Mới thấy nói trên lầu cái quay lại nó đã dưới đất rồi. Giọt lẹ ơi. Ừ.
buổi tập ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Anh Gia Lai, Tuấn Anh đã ra ngoài Hà Nội để hội quân rồi, cho nên là chỉ còn một số cầu thủ còn lại. Hello em. Ơi, hết mưa rồi, đã rồi. Nữa. Huấn luyện viên Kia Ti Sắc đang trao đổi cùng với hai cây sậy ở vòng cấm địa, đó là Pape Diakite và Jairo Finho. Sữa lúa mạch Love Manto dành cho Gen Z, Liquid Love, năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai. You can play 90 minutes.
How many times did he kick? This is the very top. That's why I don't chase him. That's why. Đấy. Nên thầy muốn là các bạn phải đấu đủ 90 phút để kiểm tra cái thể lực 90 phút. Thầy thử không có nhiều. Okay, of course about the result, about the fan, so many questions for us. Me ask, no, don't care, because this is a pre-season match. Tất cả các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải, mình không quan tâm đến các cái kết quả cũng như là các cái lời bàn tán ở bên ngoài vào. But that's why when the league start, we cannot change anything. Now pre-season match, we can change. Đấy, khi đã vào mùa giải rồi thì mình không thay đổi được gì đâu. Like, okay. Bây giờ mình vẫn còn thời gian để thay đổi. Yesterday, I changed general stadium center. Thầy thử nghiệm các cái vị trí làm sao cho nó phù hợp nhất. Đấy, ví dụ như là Chero có thể ra giữa, rồi các trung vệ đổi trái đổi phải. Một số các vị trí thì đổi vị trí. Đấy. Đổi vị trí chơi của mình. Exactly on of you. That's why I don't change. Và giải này thì thầy muốn là hiểu thật kỹ, thật rõ chính xác. Pape Diakite đang phiên dịch cho Jairo từ tiếng Anh qua tiếng Brazil. Cho nên tất cả mùa giải mình đều phải cần những cái trận đấu tập dượt trước mùa giải. Đấy, thầy muốn thử nghiệm rất nhiều các vị trí chơi ở những các bạn khác nhau. Rồi mình chơi cặp với nhau. Đấy, chơi xem là nó hợp hay không, như thế nào. Bởi vì V-League năm nay có tới 26 trận. Bởi vì cố gắng trong những trận đấu trước mùa giải này, cố gắng tất cả các vị trí đừng để trục trặc. Why, bởi vì rất là nếu chấn thương rồi thì rất khó có cái sự mà kịp thời cho cái mùa giải. You must fighting to live world hard. I talk to you the last season, many 2-3 year, the big team, big club, Hanoi, Viettel, Hoa Gia Lai. But now no, năm đến Bình Dương. Năm nay rất nhiều đội mạnh các bạn, không chỉ có Hà Nội, Viettel. Năm nay rất nhiều. Quảng Nam, Công An, Nam Định, thậm chí kể cả Quảng Nam rất mạnh. Police Hà Nội, Công an Hà Nội, nhiều đội, có cái sức mạnh rất nhiều. Máu lửa, đá máu lửa, fighting together. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta cái tinh thần chiến đấu cùng nhau trong trận đấu là quan trọng, rất là quan trọng. Đấy, như Chero hôm qua thì lúc đầu chỉ tính chơi 60 phút thôi, nhưng mà bạn Chero đã chiến đến đủ 90 phút, tinh thần rất là tốt. Đấy. Mình chiến đấu vì thương hiệu câu lạc bộ Anh Gia Lai. Sau những trận đấu tập thì mình sẽ tự mỗi người phải xem rằng mình còn thiếu cái gì, thể lực, chuyên môn, kinh nghiệm. Đấy, một số bạn trẻ mới về nhưng mà chưa đủ thể lực, nhưng rất tinh thần, rất tốt. Đấy, dự kiến chơi một hiệp rồi cuối cùng cũng chơi đủ, rất là tốt. Chúng ta cần có sự đoàn kết cao trong đội. Same. Các đội ở V-League hiện nay cũng không có chênh lệch nhau về quá nhiều về chuyên môn đâu. Chênh lệch không nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần thi đấu. Thực ra 14 đội thì cũng là tương đối giống nhau thôi. Điều quan trọng là cái tinh thần chiến đấu của từng đội. Đây, các cầu thủ dự bị đến sân nhân tạo để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai với đội Bình Định. Và đội hình hôm qua thi đấu nhiều ở tại đây để hồi phục. Ok, let's go.
Chúng ta vừa mới nghe xong phần trả lời, phần chia sẻ của huấn luyện viên Kiati Sắc với các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Những chia sẻ có thể nói mang lại rất nhiều thông tin cho người hâm mộ của chúng ta. Bây giờ thì các cầu thủ dự bị, các cầu thủ trẻ ngày hôm nay sẽ di chuyển sang phần sân nhân tạo để tập luyện. Trong khi là các cầu thủ đã chính ngày hôm qua thì họ sẽ tập phục hồi ở trong phòng gym. Ok, chúc dạ, bye bye anh. Chúc nữa anh có lên sân không? Hả? Chúc anh có lên Pleiku không? Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Xong rồi. Mấy đứa nhỏ ôm mấy đứa trẻ thôi. Anh người Thái mới tên gì Bình? Anh người Thái tên gì? Chai Thi. Chai Thi. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là thủ môn Dương Văn Lợi đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng và bạn ấy đã có thể quay trở lại để tập luyện cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được rồi. Hiện tại thì Thanh Nhân vẫn còn bị đau cơ đùi sau, đau nhẹ một chút. Lúc nãy thì mình có hỏi Thanh Nhân thì Thanh Nhân có nói với mình là em cũng ổn rồi anh ơi. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn với bạn ấy để kịp bình phục và hoàn toàn khỏe mạnh khi hướng tới mùa giải năm 2023-2024. Như vậy là cả nhà cũng đã vừa mới xem xong toàn bộ cái phần tác nghiệp của vlog ngoài đường pit vào chiều ngày hôm nay tại đại bản doanh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, trung tâm thể thao Hàm Rồng. Và như chúng ta cũng đã thấy những cái chia sẻ của huấn luyện viên Kiati Sắc để động viên cho toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ hướng tới cái mùa giải 2023-2024 với rất nhiều những cái sự chờ đợi. Huấn luyện viên Kiati Sắc cũng đã nói rất rõ, các cầu thủ không cần phải để ý đến những lời nói ở bên ngoài, không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung chơi đúng với thứ bóng đá mà thầy trò huấn luyện viên Kiati Sắc đã rèn luyện trong những ngày vừa qua để mà hướng tới cái mùa giải 2023-2024 tới đây. Xin cảm ơn thương hiệu Lop Manto đã đồng hành cùng Vlog và Đường Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại Pleiku để mà tham dự cái trận đấu thiện nguyện. Rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Vlog và Đường Pit xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bye bye.
Mua sơn lớp Manto để sở hữu ngay ba lô gom đủ và bút bi lấy may, tha hồ nhà vía học hay. Sữa lớp mặt Love Manto dành cho Gen Z, Liquid Love, năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai.